vâng, cái này đã được chưa? Nhiều nó phải được. Đây này, em thì được thoải mái. Giày đen, cứ đen đi. Ai bảo đi giày trắng. Mời làm một việc. Kính thưa anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chúc mừng thành công đại hội chi bộ thôn Phong Mỹ nhiệm kỳ 2022-2025 và kiện toàn tổ chức thôn Phong Mỹ, đoàn chi bộ thôn Phong Mỹ, trung xã Sóc Sơn, Hà Nội, do đồng chí Hạ Huy Tường, bí thư chi bộ làm trưởng đoàn. Chúng con thành kính về di tích quốc gia đặc biệt an toàn thôn Định Hóa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ ở làm việc lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1946-1954, giành thắng lợi vẻ vang của dân tộc, tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Trong khoảnh khắc thiêng liêng này, chúng con ghi nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc ta như non cao biển rộng, tình thương của người đối với đồng bào đồng chí bao la không bờ bến, lòng kính yêu của toàn đảng toàn dân ta đối với người là vô hạn. Hôm nay ngày 3 tháng 10 năm 2022, tức ngày 8 tháng 9 năm Nhâm Dần, tại nhà tưởng niệm Bác Hồ trên đỉnh Đèo Xe, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, chúng con xin được kính cẩn dâng lễ, thắp nén tâm nhang, bày tỏ lòng thành kính biết ơn Bác Hồ kính yêu. Chúng con xin nguyện học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người, cầu cho đất nước phồn vinh, nhân dân được hạnh phúc, cầu chúc cho các đồng chí trong đoàn và gia đình luôn mạnh khỏe, người hiền linh phù hộ độ trì, ban an bình và thịnh vượng. Để bày tỏ lòng thành kính biết ơn trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trân trọng kính mời đoàn cùng dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thank you.
kính mời trưởng đoàn kính đưa dòng cảm tưởng một sự hoàng tư liêng với các thành viên trong đoàn đã tới từ hải khai trán bốn nhiều tâm trang thắp lên anh vị chủ tịch Hồ Chí Minh.